Các người anh em nào đã có nhu cầu mua acrylic quân giá rẻ, liên hệ ngay Zalo 0374139338 để được hỗ trợ. Ở đây rất là có nhiều ngon cho anh em tha hồ mà lựa nhá. Kiếm Momo.com, web chơi chẵn lẻ Momo cực kỳ uy tín, trao thưởng 5 giây tự động 24/7. Ngoài ra thì top hàng tuần có nhận được những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Các bạn hãy truy cập ngay kiếm Momo.com để chơi nhá. Hey yo, xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Mình là UNC, rất vui khi được gặp anh em trong clip ngày hôm nay nha. Thì nói chung là bữa nay mình chơi cái trang phục này, cái đó thứ nguyên về thần gì, na cần hết, giàu. Trời ơi, sao không giàu được à, bộ trang phục phải gọi là 7k quân huy mà sao không giàu được mày. Nó thì á, ngày hôm nay tôi mượn được cái con na cái đó thứ nguyên về thần này và làm clip cho anh em xem luôn nha. Để gọi là anh em cứ nói tôi, trời mỗi con lâu quan sứ cứ khoe hoài à, cứ đánh con lâu quan sứ hoài à, nhìn nó chán lắm anh em ơi. Cho nên ngày hôm nay tôi sẽ thay đổi gió, tôi chơi con Nagrod thứ nguyên vị thần này để gọi là cho anh em trầm trồ, chứ chơi mỗi con lâu quan sứ hoài không có vui anh em mà. Thì tính từ đầu game tới bây giờ thì tôi đã lượm được cái con bùa đỏ của team bạn nha, chứ không phải team mình nha. Ô, anh Kret qua hỏi thăm team mình anh em ơi. Trời ơi, anh qua làm gì vậy? Qua phụ em ăn bùa hả? Ô, em cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh nhiều nghe rồi. Thôi tha đi anh em à. Đó, nó gọi là nó có lòng, nó có lòng hiếu khách. Nó qua nó phụ tôi ăn bùa xanh anh em ơi. Cho nên thôi nói chung là nể tình mày đó, chứ không phải là do mày trâu tao không có dám quánh mày đâu. Tại vì vậy thôi nghe nha anh em. Chứ quánh nó biết chừng nào biết chết anh em ơi. Đầu game bây giờ mình kiểu là mình chưa có đam nữa anh em mà. Mình không có dám mà gọi là tốn thời gian với nó. Thay vì cái thời gian đó mình đi ăn bùa nó ngon hơn anh em mà. Nó ngon hơn. Chứ mà đầu game anh em ngoan cố ăn nó là dí không được nó đâu, nó trâu lắm. Còn giờ đụt nhụm mày nè. Tới cái cu kiệu đi con, trời chạy chạy đâu ha. Chạy ha, chạy lên quận đi con, trời một máu kìa, hay quá. Mày hay lắm mày đó, tao gọi là tao ăn gần chết ở đây. Mày ở đó mày trà chất phết. Cái trình độ cao ếch của mày là tao thấy hơi dữ dữ rồi đó, tao thấy hơi cay mày rồi đó. Nó giỡn lên em à, phải đó tôi không giết không có được cái thằng La Vi nha. Mà hên sao á, là cái thằng đi trắc anh em, cái nội công cao ếch nó thâm hậu quá anh em à. Nó cao ếch được, chứ không là cái thằng La Vi nó còn sống rồi. À, bắt cái thằng, trời ơi mày không chạy, mày còn anh ti vào người tao nè. Mày coi như là mày xác định mày lên dĩa đi con, ăn chuối đi mày, thôi ôi. Mấy team ơi, sao mà gọi là cá ếch của tôi hoài vậy, đầu game tới giờ mấy đi rừng mà bị cái team cá ếch hai mạng hơi cay vậy anh em à. Nhưng mà cũng sao, nói chung là đồng đội của mình mà anh em, đồng đội của mình mà. Cái gì đâu trời, ảo vậy, thôi em giỡn em về. Làm gì căng thế, anh yêu của em thì kỳ quá. Bởi ta nói là team bạn tính nóng như kem anh em à. Mình chưa làm gì hết trơn á, mà nó đã gọi là nó đã qua, nó quánh mình cỡ đó rồi anh em ơi. Mình chỉ là gọi là ăn cướp nó dài cái con bùa thôi, mà sao mà cái tính nó nóng như kem anh em à. Quá là buồn team bạn luôn. Nhưng mà cũng sao anh em à, nói chung là team bạn sống không có tình nghĩa như thế thì mình không có tình nghĩa lại cho anh em. Mình gọi là mình đi qua bên bển, mình cướp tiếp đang chạy cái tơi. Còn giờ nè, Natalia nè, ăn chuối đi mày. Trời ơi, thơm ngon bộ rẻ, muốt muốt chuồn chuột anh em ơi. Đó, nói chung là ai kêu team bạn sống không có tình nghĩa với tôi anh em. Tôi qua tôi lượm có vài con bùa thôi à, mà gọi là kéo ba kéo bốn quánh tôi như thế thì quá là buồn nha. Cho nên tôi ăn lại một mạng thì nó cũng không có là vấn đề gì đâu ha anh em. Adel biến hình được ha, biến hình kệ mày chứ tao đâu quan tâm. Cái thứ tao quan tâm là cái thằng AD team mày á. Tao nói là ý mà Correct nó không có biến hình, nó trâu cỡ nào nha anh em. Ê lộn, ý mà nó biến hình, ý mà nó không biến hình nó còn trâu, còn ý mà nó không có biến hình. Ủa nói gì anh em, nói gì hơi bỏ đi anh em à, hại não quá. Còn giờ nè, trói nó, trời ơi mày trói ai vậy, mày trói thằng Correct tao không dám vô luôn á. Mày trói vậy là mày quá hại đồng đội rồi. Arum ơi Arum, mày bởi à, đây em ơi, ngân là đây chứ đâu. Trời ơi, đột nhụm mày vô đây, tao thật bị vô đây luôn á. Vô đây, trời ơi dùng chiêu hai rồi ha. Nè cho mày ăn chuối nè con, dí tao nè con. Tới cái thằng Natalia, trời ơi tóc biến rồi ha, tóc lên quận nè, tóc váy mà luôn nè con. Dám lao liếu với hổ báo trường mẫu giáo hả mày. Đó, một pha combat anh em thấy đi vào lòng người không anh em. Tao nói là game map từ đầu tới cuối luôn.
Thì có nhiều anh em á nói mình á là game map chỉ để làm màu thôi. Sai rồi anh em à. Game map là để thấy cái map nó rộng hơn, anh em dễ bắt mục tiêu hơn, anh em hiểu không? Đó, game map hay cỡ đó anh em không like nữa là quá là buồn em luôn á. Like, đăng ký kênh nha, để gọi là xem những clip bộ hay bộ tiếp theo của tôi nha. Nhớ đăng ký kênh, nhớ like nha anh em. Đó, nói chung là like không có ra tiền, không có tăng tiền cho tôi đâu, nhưng mà có cái động lực để tôi làm clip hay cho anh em xem thôi. Cho nên quý vị thí chủ á thấy video hay like nha, nhớ like nha, like nha. Nhắc vậy mà không like nữa quá là buồn luôn nha. Ok, thì cái video ngày hôm nay mà tôi dùng trong trận đấu này nè là nó vẫn như cũ đây anh em ơi, vẫn như cũ đây. Nó nói chung là video này là video mà thường thường tôi dùng đó anh em. Nói chung là video full dam. Rồi chạy hở cái lương. Bây giờ thì ta nói là mày có nước mày lên mày chạy á, mày chạy lên thiên đàng á. Chứ bây giờ tầm này mà tôi, trời ơi phụ tao chết tao rồi, hay quá. Hên quá anh em ơi. Nói chung là phải đó gọi là tôi hơi bị hổ báo cáo trộm anh em à. Tôi băng trụ cát nghĩa ra đéo để xém chết anh em ơi. Nhưng mà không sao, cái việc gì khó đã có top 1 Nagrod sớm lo anh em mà. Top 1 Nagrod sớm nha. Anh em phải lưu ý là cái từ sớm nha, chứ không phải cái từ tỉnh hay Việt Nam gì nha anh em. Đó, để anh em lại nói tôi mày có top này nọ đâu. Tôi có top nhưng mà top Nagrod sớm. Bởi vì sớm tôi không ai chơi Liên Quân hết trơn em mà. Khổ gì đó. Nói chung là cũng tự hào. Rồi, tới cái cú kiệu rồi coi. Trời ơi, ok. Anh Ti ha. Nè, trời ơi, mẹ vậy mà bắt không được nó, kì cây thiệt sự luôn á. Mẹ phải đó cái thằng Alan kiểu là nó anh Ti xong cái nó có một cái lượng giáp anh em ơi. Đó tôi không có thể nào mà sống sát thương được nữa. Nhưng mà không sao anh em ơi, nói chung là chuyện đâu còn có đó đúng không? Ok, từ từ mình cũng phải cái gì cũng vậy, mình phải từ từ đúng không anh em? Từ từ khoai nó mới nhựa anh em mà. Giờ nè, gọi là đi xuống dưới rồng đi ganh anh em ơi. Nãy giờ gọi là mình đi ganh top không mà, mình không ganh rồng cái sợi rồng nó chửi anh em mà, cho nên thôi. Đây, cái cục vàng của anh đây. Trời ơi, anh Ti rồi ha. Nè. Tôi đột nhậm mày tới cái cục kiệu tao rồi. Ăn chuối mày, trời một máu kìa. Mày chạy hồ tới cái luôn nè. Ăn chuối đi coi, trời ơi, bất tử đâu cho rồi. Rồi xong rồi, trào đờm rồi. Thiệt chứ chơi game mà chơi chạy kìa. Trời ơi tức ghê luôn anh em ạ. Ok, nói chung là phải đó tôi ngu nha anh em. Nếu phải đó tôi gọi là tôi hơi tham anh em mà, tôi dí cái con Kendra. Ai ngờ nha anh em, nếu mà phải đó tôi thề anh em luôn, nếu mà phải đó nó không có cái băng xương anh em, cái quả cầu băng xương á là nó chết chắc với tôi rồi. Nó hên á, nó có cái quả cầu băng xương anh em ơi. Cho nên gọi là tôi bị huốt anh em mà. Nó quá nóng đi, chơi game gì mà chơi game quá cầu băng xương. Người ta gọi là người ta đã cất công, người ta dí từ cái con rồng ở dưới rồng, người ta dí qua cái con bùa đỏ vậy mà nó còn quá cầu băng xương một cái với quế tèo nữa không anh em. Đây tới cái con kiệu tao bay rồi. Ăn chuối đi con, hai đứa ăn chuối luôn anh em à. Sướng đổ ăn lượt hai trái chuối. Rồi Natalia đúng không? Rồi ok, mày lý à đó. Ok. Nè, từ khoan mới nhự anh em à. Cái gì cũng vậy, từ khoai nó mới nhự. Trời ơi, chém con cái flash liền nè. Mày flash cái nữa đi, flash thổ tao cái luôn. Trời ơi, sướng thiệt anh em à. Đó, nãy giờ gọi là cho tiên bản xương 8 trái chuối rồi anh em ơi. Đó, vậy là tổng là 2 trái chuối nữa là mình sẽ được 2 nãy anh em à. Đó, trời ơi, sướng gì đâu anh em ơi. Ủa trận đấu này tao nói là quẩy cái con Nagrod thứ nguyên vị thần thì trời ơi, bố thằng nào mà chịu được anh em ơi. Đúng là top 1 Nagrod sớm, đánh quá ghê anh em à. Đánh phải gọi là lăng ta lăng quăng. Ok, bây giờ qua cướp bùa nữa anh em ơi. Đây, mồi ngon là đây chứ đâu. Trời ơi, không được thôi về, chứ có gì đâu. Mình cuộc sống mình đơn giản đấy thôi. Mình cướp không được thì mình về anh em ơi. Còn mình cướp được á, mình ở lại mình chọc quê nó chút xíu anh em mà. Đó mới gọi là tình hữu nghị giữa gọi là các chiến sĩ anh em ơi. Đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ tập trung dồn hết cái sinh lực của mình để gọi là ép trụ ở dưới đường xa anh em ơi. Bởi vì cái đường giữa, cái đường đậu xanh này nè, nó anh em phải gọi là rỉa nó các kiểu của đầy điểu vô để gọi là hù dọa xong thì cho nó ăn chuối liền em ơi. Còn thằng này nữa, thằng La Phi đúng không, mày đúng không, nghe nói mày gọi là giang hồ với tao đúng không. Đó, gõ một cái cốc thôi là gọi là lên bảng điểm số liền em ơi. Đó, anh em thấy gọi là anh em còn nói tôi là game map để làm màu không,
Riêng map á là anh em thấy cái map nó xa hơn, đó đánh nó phê hơn anh em. À đây 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 đây, xác định lên vậy á, đâu tôi đã ăn chuối đi con. Lâu mới gọi là hổ báo trường mẫu giáo hả mày. Quá là tội nghiệp đi. Đánh cây ra mà gặp nát cà chó mà cắm đầu chạy điên thì thôi, trời ơi còn gì mà nói nữa anh em, còn gì gọi là con tướng cây ra nữa. Nó quá là tội nghiệp, cho nên thôi nói chung là tội nghiệp nó thì tội nghiệp đó, nhưng mà lấy một sao thì mình vẫn lấy nghe anh em. Lấy một sao thì vẫn lấy thôi đó. Nhưng nói chung là giờ là lên đẩy trụ và win hết anh em. À team bạn bây giờ kiểu là ôi còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Tôi hát hơi dở nghe anh em, anh em thông cảm nha, đừng có gì vậy mà gọi là dislike tôi nghe anh em đó. Tuy mà không có khiếu hát nhưng mà có khiếu văn nghệ anh em mà đó. Còn giờ thì có lẽ là trận đấu mình đã kết thúc rồi. Nếu anh em thấy video này hay á, hãy cho mình xin một like, một share, subscribe để kênh mình ngày càng phát triển. Win lẹ mày ơi, nhây nhây què thế thôi ơi. Thì nói chung là anh em like nha, đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực làm những video clip hay bộ tiếp theo. Còn giờ thì bye bye, hẹn anh em ở clip ngày mai nha.